Xin chào quý bà con, hôm nay công ty Biotech xin giới thiệu với bà con một sản phẩm giúp bổ sung khoáng chất và vitamin cần thiết trong nuôi trồng thủy sản, đó là khoáng sữa Canmu. Canmu khoáng sữa đậm đặc giúp tôm chắc thịt, cứng vỏ, loại bỏ cong thân, đục cơ. Canmu là một dung dịch khoáng đa vi lượng, chứa đầy đủ khoáng chất thiết yếu ở dạng phức hợp hữu cơ dễ hấp thụ và chuyển hóa, giúp bổ sung nguồn khoáng đa vi lượng thiết yếu cho sự phát triển nhanh của tôm, ngăn chặn và khắc phục khi tôm bị mềm vỏ, đốm đen, da xanh do thiếu khoáng. Lý do tại sao bà con nên dùng khoáng sữa Canmu trong suốt vụ nuôi. Thứ nhất, Canmu chứa đầy đủ khoáng đa vi lượng cần thiết cho tôm cá phát triển. Thứ hai, Canmu bổ sung vitamin D3 có lợi ích trong việc chuyển hóa canxi. Thứ ba, Canmu có chứa vitamin K2 còn được gọi là menocinin, hỗ trợ quá trình lưu thông hệ tuần hoàn cho tôm cá. Hướng dẫn sử dụng và liều dùng Canmu, lắc kỹ trước khi sử dụng, hòa tan sản phẩm với nước sạch và trộn vào thức ăn với liều lượng như sau. Đối với tôm post và ao ương, ao vèo, tạt trực tiếp xuống bể ương 1 lít trên 1.000 khối nước, định kỳ 1 ngày sử dụng 1 lần. Nuôi thương phẩm nên cho ăn trong suốt vụ nuôi sử dụng từ 5 đến 7ml Canmu trên 1 ký thức ăn hoặc tạt trực tiếp xuống ao 1 lít Canmu trên 2 đến 3.000 khối nước. Khi tôm bị bệnh đục cơ cong thân, kích lột cần sử dụng 10 đến 20ml Canmu trên 1 ký thức ăn và cho ăn ngày 3-4 cữ trong 3 ngày liên tiếp. Giúp tôm cứng vỏ nhanh trước khi thu hoạch, ngăn chặn tôm bị ốp thân, chậm lớn, vỏ xanh ra trời sử dụng 10 đến 15ml trên 1 ký thức ăn hoặc tạt xuống ao 1 lít trên 1.000 khối nước. Canmu có mùi thơm hấp dẫn, kích thích tôm bắt mồi, tăng trưởng nhanh, chống còi, đều cỡ, lột xác đồng loạt đúng chu kỳ. Sau khi trộn vào thức ăn, bao bọc bằng dầu áo, để khô tự nhiên trong mát 15 đến 30 phút trước khi cho ăn. Sản phẩm được ưa chuộng và hiệu quả cao khi dùng trong suốt vụ nuôi, giúp giảm chi phí và rút ngắn thời gian nuôi. Điều kiện bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, đảm bảo vệ sinh. Công dụng nổi bật khi sử dụng Canmu. Canmu là sản phẩm nổi tiếng được ưa chuộng sử dụng trong sản xuất giống, trong ao veo và nuôi tôm công nghệ cao, giúp tôm tăng trọng nhanh, màu sắc bóng đẹp, tăng giá trị thương phẩm. Canmu là khoáng sữa hữu cơ giúp tôm hấp thụ tối đa dinh dưỡng vào cơ thể, giúp tôm cứng vỏ siêu tốc, đặc biệt là chuẩn bị thu hoạch. Mùi vị Canmu hấp dẫn giúp tôm cá kích thích bắt mồi, sử dụng thức ăn tốt hơn, thúc đẩy tăng trưởng, làm săn chắc cơ thịt, màu sắc bóng đẹp, tăng giá trị thương phẩm cao. Canmu ngăn chặn hiệu quả hội chứng đục cơ, cong thân trên tôm, đặc biệt trong nuôi tôm công nghệ cao, cần nguồn khoáng hữu cơ cao cấp và đậm đặc, dễ hấp thu. Canmu giúp tôm lột vỏ đồng loạt đúng chu kỳ, giảm stress do môi trường thay đổi, chống còi, đều cỡ, tăng tỷ lệ sống cao. Để tham khảo thêm thông tin bộ 3 sản phẩm giúp tôm tăng trọng nhanh, bộ 3 sản phẩm trị đục cơ cong thân kích lột trên tôm, bộ 3 sản phẩm xử lý khí độc. Bà con truy cập website www.biotechnology.com.vn. Hotline 0888282489. Công ty Biotech miến chúc bà con vụ nuôi thành công, được mùa, được giá.